Đấu trường ngoại hạng 2021 đã trở nên sôi động hơn khi có sự tham chiến của các đội MDRT đến từ các GA Hồ Chí Minh. MDRT Hồ Chí Minh 5 bền vững. Câu lạc bộ MDRT Hồ Chí Minh 5 luôn tạo ra nhiều chương trình hỗ trợ đặc biệt, trao dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bán hàng thực tế từ những người nổi tiếng, giúp mỗi thành viên phát triển và thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Thực lực của Hồ Chí Minh 5 sẽ được chứng minh qua kết quả của trận đấu. Hãy chờ xem. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào chiến lược phát triển MDRT từ ban lãnh đạo. Có được sự nghiệp bền vững với thu nhập xứng tầm, Hồ Chí Minh 5 quyết chiến, quyết cống hiến, giành chiến thắng. Cam kết hành động quyết liệt với tinh thần máu lửa, GA Hồ Chí Minh 5 đang tăng tốc mạnh mẽ để về đích nhanh chóng. Ý chí mạnh mẽ, thần tốc, đánh bại mọi trở ngại, thắng, chúng tôi chắc chắn chiến thắng. Đỉnh cao danh vọng đang chờ đón các biệt đội tinh hoa tỏa sáng. Xin chúc cho MDRT Hồ Chí Minh 5 trận cứng đá mềm, đánh bại mọi thử thách.